Chào các bác, video clip hôm nay em mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng một siêu phẩm và một siêu phẩm, một cặp loa rất là khủng, cặp loa Kenwood KL888D, một cái dòng loa khá là cao cấp của Kenwood. Cặp này thì ra đời vào những năm 1976 với cái thiết kế là 6 loa trên một thùng. Cặp loa Kenwood KL888D, một cái dòng loa khá là cao cấp, với cái kích thước tổng thể như sau. Cặp này thì có cái chiều cao là 66, chiều rộng 45 và chiều sâu là 30 cm. Vâng, loa bát trắng với rất là đẹp luôn, với cái những cái thông số khá là lý tưởng. Vâng, em xin kể ra cho các bác được biết. Cặp này thì sở hữu một cái loa bát với đường kính 40, một loa chung giấy 16 rất là to, một loa chung kèn, hai loa chép còi và một loa siêu chép, sở hữu tới 6 loa trên một thân thùng. Với cái thiết kế lưới e căng rất là cổ của Kenwood, với những cái họa tiết nan sọc thẳng và bên trong được lót một cái lớp lưới vải khước màu nâu rất là sang trọng và đẹp. Đấy, cặp này thì bên shop về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và xin nguyên bản thưa các bác. Cặp loa có cái trở kháng là 8 ohm, độ nhạy cực kỳ là cao, lên tới 98 decibel, và công suất là 160W cho một thùng, vô cùng là dễ dàng phối ghép với âm ly. Các bác, mời các bác chúng ta cùng ngắm, cùng chiêm ngưỡng cặp loa Kenwood này. Bát trắng vỡ mắng vẫn phải mua các bác nhé. Bác lưu ý cho em điều này, đây là một cặp loa rất đẹp, hàng shop đặt trần tuyển chọn đấu mạng về. Vâng, mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát về cái phần thùng vỏ. Vâng, về cái phần thùng vỏ nó đẹp mướt mát luôn, thùng vỏ vân gỗ và vuông thùng sắc cạnh, không cấn móc cũng như là không hề bể lở. Và mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái phần tuyến loa của cặp loa Kenwood này. Đây, em sẽ ngửa lên và em sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái phần tuyến loa. Vâng, với một cái loa bát có đường kính là 40, sử dụng màng giấy giống như là trên những cái đời JBL cao cấp. Đấy, lón loa được làm bằng nhôm các bác nhé, các bác nghe em tiếng gõ này. Đấy, lón loa được làm bằng gold, bằng nhôm. Đấy, và viền loa được làm bằng viền vải mềm. Đấy, vải mềm tẩm dầu. Đây là gân vải nhưng mà nó được được lót một cái lớp lớp keo trắng, một cái lớp keo cho nên nó tạo cái độ kín của cái gân và nó rất là mềm. Đấy, nó không bị lão hóa theo thời gian. Đấy, màng rất là đẹp luôn, trắng như bông bưởi 18 cộng, rất đẹp. Đấy, trắng nõn nà luôn. Hai cái lỗ thông hơi ở phía dưới. Đây, một cái dòng loa cao cấp, các bác nhìn cái lỗ thông hơi này. Đấy, họ cũng dệt những cái màng để tránh côn trùng bụi bẩn chui vào. Đấy, rồi những cái chấu để chúng ta dán cái e-căng, dính cái e-căng họ cũng làm rất là kỹ ở đây. Đấy, một bát 40, một loa chung khá là lớn, chung này 16. Đấy, rồi một cái loa chung kèn, kèn gang, kèn kim loại các bác nhé. Đấy, rồi hai cái loa chép còi và một cái loa siêu chép ở đây. Có ba cái vi tính chỉnh cho dành, ba vi tính chỉnh này để chế độ nghe, có ba chế độ soft, lumen và clean. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, mời các bác chúng ta xem được cái loa bên này. Đấy, toàn bộ ốc là chưa tháo khỏi khối thùng và tuyến loa đẹp xuất sắc luôn, mọng căng. Đấy, mọng căng luôn. Và đặc biệt các bác nhìn cái loa bát nó đẹp, nó đẹp nõn nà cỡ nào. Đấy, nó đẹp nõn nà, rồi thùng vách góc cạnh quá là xuất sắc, đúng là một em siêu phẩm. Cặp này công suất là 160W, độ nhạy lên tới 98 decibel và trở kháng của nó là 8 ohm. Đấy, những cái thông số hết sức là lý tưởng. Đấy, cho các bác chơi với cái mức giá của em nó là 16 triệu nhé. Đấy, đúng là một siêu phẩm luôn, hàng đấu mạng. Các bác có nhu cầu thì alo cho em. Đây là cái phần thùng hậu và mới đẹp và nét căng, đẹp không tì vết luôn, đẹp leng keng, 16 triệu đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Sau đặt trần bên em với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Một lần nữa thì em xin được báo giá lại 16 triệu cho cặp Kenwood KL888D này. Các bác có nhu cầu thì alo sớm cho em. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.